Tiếp tục những diễn biến liên quan đến câu chuyện tại Tịnh Thất Bồng Lai, mẹ của cô gái Diễm My nói gì khi cơ quan chức năng đang đi tìm con gái mình? Liên quan đến việc Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My để phục vụ công tác điều tra vụ án xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai, bà Đoàn Thị Tuyết Mai, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh cho biết bản thân rất vui vì cơ quan công an đã vào cuộc tìm con gái mình. Đến nay, con gái tôi vẫn mất tích, hoàn toàn mất liên lạc với gia đình. Khi hay tin công an tìm con gái, tôi hy vọng nhưng cũng rất lo vì không biết con mình giờ này ở đâu, sống như thế nào. Tôi cố sống để chờ đến ngày gặp lại con. Đó là những gì mà bà Mai chia sẻ. Cũng theo bà, trong suốt thời gian vừa qua, vợ chồng bà đã rất mệt mỏi phải bỏ công việc để đi tìm con. Có những thời điểm gia đình bà phải lặn lội khắp các tỉnh thành phía Nam để tìm con gái nhưng đến nay mọi nỗ lực vẫn chưa có kết quả. Từ khi Diễm My dính líu đến Tịnh Thất Bồng Lai, trên mạng xã hội có nhiều người chửi rủa con gái và gia đình tôi bằng những lời lẽ thô tục, vô văn hóa. Điều này làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến con bé, đồng thời công việc làm ăn của hai vợ chồng tôi cũng bị ảnh hưởng. Nhớ lại nguồn cơn xảy ra sự việc, bà Mai cho biết con gái của bà trong một lần đến thành phố Vũng Tàu vào tháng 4 âm lịch năm 2019 có quen biết bà Cao Thị Cúc, Lê Thanh Huyền Trân là người sống trong Tịnh Thất Bồng Lai. Ngày 15 tháng 4 năm 2019, Lê Thanh Huyền Trân rủ con gái bà từ thành phố Hồ Chí Minh xuống Tịnh Thất Bồng Lai ở Long An để ăn buffet và làm quen thêm các thành viên tại đây. Sau lần này, các thành viên trong Tịnh Thất liên tục gọi điện cho Diễm My với nội dung về chùa nghe giảng đạo vào thứ 2-6 mỗi tuần. Con tôi có xin đi xuống Tịnh Thất một tuần 3 bữa, khi đi còn đem sữa theo để cho các chú tiểu dưới đó. Tôi nghĩ con mình nó đi làm việc tốt nên cứ để nó đi. Nhưng không ngờ con tôi thay đổi từ khi đến Tịnh Thất Bồng Lai. Chúng mình là SNews, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi những tin tức này. Ngoài ra, quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, share và subscribe cho SNews.